Alo anh em, mà anh em ngắm nghe chân đèn đồng chụp đèn Antique giữa đèn nghe anh em. Cái chân ở dưới cái chân á là đường kính 45, nó cao gần 2 mét. Nó thấy khung cửa không? Khung cửa bên Mỹ đó. Rồi đường kính cái chụp là 70 cm, màu ốc sa cừ. Cái chân này nặng hơn 30 kg anh em. Trong đây có ba họng đèn cổ này, mấy họng đèn hồi xưa nè, 1910, 1920, 1910 á. Và thấy có mấy con chim này, chim sẻ ở trên là con phụng, hai con này. Cầu trong đây có bóng đèn này, cái này là hai đường kính là 25 cm, 2,5 tấc. Cái tay mình đó là 9 inch, cái gàng của mình 9 inch. Cái bầu này là 10 inch nè. Quả thiết đẹp anh em. Đây, mấy anh sẻ. Chim sẻ cành mai. Hoa nặng lắm anh em ơi. Ở dưới này mấy cái quả tiếng này mình không có rõ, không thành gì mấy, mà cái chân đèn nó không bị mốt, không bị gì luôn á, không bị trầy luôn á. Thank you anh em theo dõi video của mình nha. Chúc gia đình anh em bình an, dịch Covid nha anh em. Bye 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 bye.